Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ khám phá một địa điểm thú vị đối với những người yêu chó ở thành phố Vũng Tàu nhé. Đó chính là công viên chó, nằm ngay tại bờ biển thành phố. Công viên này là một thiên đường cho những chú cún vui chơi tại đây. Các bạn có thể thấy những giống chó đa dạng vui chơi thoải mái trong không gian xanh mát của công viên. Nếu bạn cũng là một tín đồ yêu thích thú cưng, đặc biệt là chó, thì hãy đến cùng mình ghé thăm nơi này để chơi cùng những chú cún dễ thương nhé. Em đừng quên là set để chụp hình đấy. Em đào bro. Em đào bro. Má bro đạp bộ nó xỉu luôn á. Đi đây này xin. Ôi xe quá sợ quá à. Chó bây giờ nó hướng nội giống mình. Không có nhà anh chung có chó không chú? Ôi em đúng chắc. Đây, đây. Đây nè, đây, xin đây. Tìm nha. Cô ơi, con này trời ơi, nó cho mình, nó cho sợ là mọi người, thằng này nó có cho sợ đâu nha. Có quay đi anh.
rồi, bé đi chơi rồi. Ở bên kia có một bé khóc kìa. Mấy con này nó cắn nhau. Sao mấy con gần nhà em cắn nhau nhiều lắm. Ôi trời ơi. Nhỏ kia bún ác rồi, này bún ác nữa. Vâng. Cái thân Corgi á, kiểu như là Husky lai với Corgi. Cái đó xong không? Người thì là Corgi nhưng mà mặt thì lại là Husky. Thôi để tí đi em cho coi. Đúng ngáo luôn. Trời ơi em hơi lắm rồi. Sao nó bún chứ? Bún dưa tôm tươi. Ồ, chết. Nó bún dưỡng quá. Anh đã nói là bây giờ anh lên anh làm cho em cái tờ giấy để xác nhận là không bán vé số, nhưng ra ngoài chợ đi ngoài chợ bán cá vậy chị, mà đem đúng số.